Mới đây, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, đến sáng hôm qua, lực lượng tìm kiếm đã cứu được 4 ngư dân trên tàu cá Quảng Bình bị chìm ngoài khơi và đang tích cực tìm kiếm 3 thuyền viên còn lại. Trước đó, vào tối ngày 15 tháng 2, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu cá mang số hiệu QB92671TS do ông Nguyễn Ngọc Hải ở thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình là chủ tàu kiêm thuyền trưởng với 7 lao động trên tàu đã bị chìm. Ngay sau đó, Trung tâm đã phát thông tin yêu cầu các tàu đang hoạt động xung quanh tham gia tìm kiếm cứu nạn. Đến 10 giờ trưa qua, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường đã cứu được 4 người, hiện còn 3 người mất tích. Trung tâm đang tiếp tục chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị tổ chức tìm kiếm 3 thuyền viên còn mất tích.